Việt xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở ngã ba Hồng Mai và Bạch Mai, quý vị và các bạn. Hôm nay Việt sẽ mời quý vị và các bạn đi khám phá phố Hồng Mai. Lần đầu Việt mới biết phố Hồng Mai. Chúc mừng quý vị và các bạn là những hình ảnh anh đang bán đồ dụng cụ, dao kéo. Như là mấy cái đấy là cái gì đấy anh, cuốc đất hả anh? Wow. Cuốc cào khói. Chăm sóc vườn nhỏ đúng không? Đồ dụng cụ chăm sóc vườn tại gia đình. Đặc biệt ở quê nên là hay có những món đồ nó to hơn rất nhiều. Cuốc xẻng to hơn rất nhiều. Rồi mời quý vị và các bạn cùng Việt vào bên trong tham quan cũng như khám phá phố Hồng Mai. Ngay đầu phố Việt thấy có cửa hàng bán cơm, cửa hàng bán pate, bánh mì pate quý vị và các bạn. Bây giờ là 11 giờ trưa ngày thứ hai. Phố Hồng Mai Việt thấy cũng nhỏ. Và trước mình quý vị và các bạn là những cây hoa giấy rất đẹp. Những cây hoa giấy màu hồng đang là khoe sắc rực rỡ trên phố Hồng Mai quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán dưới này được thấy đều mở cửa. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý vị nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông để chị bán rau. Mai biết đi tiếp. Bên này cũng là cứ rẽ phải xem nào. Và theo một lời đề nghị của một quý vị thì Việt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh ở trên tuyến phố Bùi Ngọc Dương. Việt đang ở ngã ba Hồng Mai và Bùi Ngọc Dương quý vị và các bạn. Trên tuyến phố Bùi Ngọc Dương thì Việt thấy cuộc sống rất thanh bình. Yên tĩnh. Và chúc mừng quý vị và các bạn là nhà sinh hoạt cộng đồng, địa bàn dân cư số 8.
thì mình thấy cũng bán các món ăn như bún đậu. Chúc mừng quý vị và các bạn là Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Trung tâm dạy nghề, đường Bùi Ngọc Dương thì mình thấy đi ngoan nghèo quý vị và các bạn. Các cửa hàng bán đồ ăn thì mình thấy cũng có khách. Rồi, mình đang ở ngã ba Bùi Ngọc Dương và ngõ 8 Bùi Ngọc Dương. Đường này cũng là Bùi Ngọc Dương quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán hoa quả. Vựa trái cây nhìn rất ngon. Đã ra tới phố Thanh Nhàn rồi quý vị và các bạn. Phố Bùi Ngọc Dương bắt nguồn từ phố Thanh Nhàn. Xin mời quý vị và các bạn đi tiếp về tới phố Lạc Trung. Cửa hàng kinh doanh buôn bán trên đường phố Thanh Nhàn. Như đoạn này mình thấy chuyên bán gạch ốp nát, giấy dán tường. Đều mở cửa kinh doanh hết quý vị và các bạn. Không bị ảnh hưởng bởi dịch. Và chúc mừng quý vị và các bạn là công viên tuổi trẻ. Đối diện công viên tuổi trẻ là cửa hàng bán bánh mì.
cửa hàng bán vật liệu xây dựng đầu năm thì cũng chậm quý vị và các bạn. Và các bạn là các chị bán hoa quả ở trước cổng bệnh viện Phổi Hà Nội. Đây là bệnh viện Nam Phổi Hà Nội quý vị và các bạn. Chúc mừng quý vị và các bạn là bệnh viện Thanh Nhàn. Ngay cạnh bệnh viện Thanh Nhàn đó là bệnh viện Ung Biếu. Ống nước ngay góc ngã tư Kim Ngưu và Thanh Nhàn. Mời quý cô chú anh chị và các bạn đi hết tuyến phố Lạc Trung. Xong Việt sẽ dừng clip. Việt đang ở trên cây cầu bắc ngang qua dòng sông Kim Ngưu. Bán hoa quả dạo về thấy cũng vắng khách. Trên tuyến phố Lạc Trung thì về thấy hầu như 90% các cửa hàng cũng mở cửa, không bị ảnh hưởng dịch nhiều các bạn.
phố Hà Nội hôm nay cảm giác rất đẹp, quý vị và các bạn. Những hình ảnh các cây đang đâm chồi nảy đồng nên là có một màu sắc rất là tươi, là cực kỳ tươi trẻ, với bầu trời trong xanh làm cho các tuyến phố thủ đô rất rất đẹp. Các chị bán hoa quả nhận thấy cũng chậm. Bán đồng nát cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng như lần đầu Việt khám phá biết tới phố Hồng Mai và Bùi Ngọc Dương. Chúc quý vị và các bạn luôn tươi trẻ và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các cửa điểm tới của Việt. Chúc mừng quý vị và các bạn là ngã ba Minh Khai và đường phố Lạc Trung.